trao đổi với phóng viên Sáng Sủa 2410, chị Nguyễn Thị Phương Chi sinh năm 1990, tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Hải Phòng, cho biết gia đình rất bức xúc khi chứng kiến con gái đờ. Cờ. Lờ. Đờ 14 tháng tuổi, bị rất nhiều vết bầm tím trên mặt sau ngày trước tiên đến lớp. Chị Chi kể lại, kinh hồn 7 giờ 30 sáng số 2310, chị đã đi làm biển sơ nhập học cho con tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen. Sau khi làm ngừng thủ tục, gia đình đưa cháu vào nhận lớp. Cháu đờ vốn là đứa trẻ hoạt bát. Cháu đờ mặt bầm tím sau ngày trước tiên đến lớp. Ngay buổi học trước tiên, cháu không khóc và đã ùn vào chơi đồ chơi ngay. Trước khi đến lớp, trên cơ thể cháu hoàn toàn bình thường, không có vết bầm nào. Chị Chi cho biết, trước khi rời đi đã để lại số máy tính bảng di động để khi cần cô giáo liên lạc với gia đình. Trong suốt buổi chiều, gia đình không nhận được cuộc gọi nào từ phía lớp mẫu giáo. Kinh hồn 17h15 cùng ngày, khi đến lớp đón con, cô giáo gọi phụ huynh vào làm việc. Tại đây, cô giáo có xin lỗi gia đình vì để cháu bị cắt game thủ cánh. Mắt đỏ hoe, chị chia sẻ, khi trực tiếp gặp gỡ con, tôi quá kinh hồn khi nhìn mặt cháu với nhiều vết bầm tím, sưng lên. Một hai vết còn chấp nhận được, đằng này là tổn thương quá nhiều. Theo mẹ cháu đờ, khi gia đình hỏi cô giáo nguyên nhân do đâu khiến cháu bị nặng nề như trên, cô giáo thương lượng lại là tưởng các cháu thơm nhau nên không để ý. Do vết thương trên mặt cháu quá nhiều, gia đình không chấp nhận lời xin lỗi từ phía cô giáo. Ngay hôm đó, gia đình đã đến công an huyện An Dương trình báo. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đòi hỏi phía lớp mẫu giáo cung ứng camera cắt ghi hình ảnh buổi học hôm đó. Tuy nhiên, nhà trường hẹn hôm nay ngày 24 tháng 10 ra lấy, song cũng chưa được tiếp cận vì công an đã niêm phong camera. Gia đình đưa cháu đờ đi khám, y sĩ kết luận cháu bị chấn thương ứng dụng và cần uống thuốc chống viêm. Gia đình nối tiếp theo dõi tình hình sức khỏe, tinh thần của cháu đờ. Chị Chi cho biết, đêm qua, cháu có quấy khóc và bị giật mình khi đi ngủ. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Hải Phòng. Ảnh anh thư. Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là cơ quan tác dụng làm rõ rệt nguyên nhân do gì tác động vào mà cháu nhiều vết bầm tím, cào xước như vậy. Được biết, một lớp học tại đây có 10-11 học sinh và 3 cô giáo trông coi. Hôm xảy ra sự việc, một cô xin nghỉ. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Dương cho biết, đã tóm được vụ việc và giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương xác minh, làm rõ rệt.